đến đâu, cô cũng có thể từng bước chậm rãi đi tới, nhưng thế gian này còn có rất nhiều nữ tử mồ côi không thể vượt qua được. Trường Ninh tựa hồ được lời kia của Phan Tiểu Linh khích lệ, lập tức bắt đầu ồn ào, a tỷ, mời cho Ninh Ninh một tiên sinh đi, Ninh Ninh muốn đọc sách. Khi Phan Tiểu Linh rảnh rỗi, còn có thể dạy dỗ cho hai tiểu gia hỏa một ít, một khi bận rộn lên, hẳn là không thể quan tâm tới. Cô nghĩ nghĩ, trong cung nhất thời có lẽ sẽ không để cho bọn cô rời đi, liền nói, được, ngày mai tỷ sẽ mời một tiên sinh cho muội. Nụ cười của Trường Ninh cơ hồ muốn nứt ra đến tận mang tai, kéo giật ống tay áo của cô lắc lung tung, a tỷ là tốt nhất. Thấy Trường Ninh nhảy cẫng lên đi tìm Du Bảo Nhi báo tin vui, Phan Tiểu Linh không khỏi lắc đầu bật cười. Đúng lúc Tạ Ngũ đi đưa sách quay trở về, Phan Tiểu Linh nói với hắn ta, Tiểu Ngũ, ngươi lưu ý xem trong kinh thành có phu tử nào phù hợp hay không. Tạm thời ta muốn mời cho Trường Ninh và Bảo Nhi một tây tịch, tạm thời dạy cho bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Dừng một chút, lại bổ sung, không cần phải mời những phu tử nổi danh học thức uyên bác kia, hai đứa trẻ đều còn nhỏ, mời kiểu tiên sinh kia đến, thật sự là lãng phí nhân tài. Tạ Ngũ đều đáp ứng từng ý một, nhưng thần sắc lại có chút vi diệu. Lúc này Phan Tiểu Linh mới chú ý tới trên tay hắn ta đang cầm một quyển sách, cô nghi hoặc hỏi, Trịnh tướng quân không lấy sao? Tạ Ngũ nói, không phải, lúc trước công tử nhà Lý Thái Phó có đưa cho ngài mấy binh thư chú giải, ngài đã thưởng cho các tướng lĩnh phía dưới đọc, sau đó đều truyền đến trong tay của Trịnh tướng quân. Lần này thuộc hạ vừa mới đi đưa sách, Trịnh tướng quân liền bảo thuộc hạ đem quyển sách binh thư này mang về, nói là trả lại cho ngài. Phan Tiểu Linh không khỏi nhíu mày, suýt chút nữa quên mất chuyện Lý Hoài An đã tặng cô binh thư. Mấy quyển binh thư đó đích thật đã thưởng cho thuộc hạ, nhưng Trịnh Văn Thường kia là người toàn cơ bắp, ước chừng cảm thấy mượn sách cô có chút băn khoăn, cho nên mới đem quyển sách này trả lại. Phan Tiểu Linh không coi trọng lắm, nói, quên đi, cứ đặt nó qua trên kệ kia đi. Tạ Ngũ cầm binh thư đi vào, liếc nhìn qua những quyển sách trên kệ mà Phan Tiểu Linh thường đọc, bên trong là tứ thư lúc đầu Tạ Trinh đã chú giải cho cô, còn có những quyển binh thư chú giải sau này. Tạ Ngũ do dự một lúc, chọn một vị trí ở góc xa nhất, đặt binh thư của Lý Hoài An chú giải lên đó. Đảo mắt đã đến yến tiệc mừng năm mới. Những gì mỗi ngày Phan Tiểu Linh nghe được từ chỗ Đường Bồi Nghĩa, vẫn là Ngụy Đảng và Lý Đảng ở trên triều không ngừng tranh cãi, bên nào cũng cho là mình phải, ầm ĩ không thôi. Nhưng có cái chết bi thảm của nhi tử Hàn Thượng Thư, từ trong triều đến trên phố, lại không còn ai dám công khai chỉ trích Ngụy Nghiêm. Tạ Trinh đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối đêm cung yến thăm dò lãnh cung và cướp quản gia tùy phủ từ Đại Lý Tự. Trong khoảng thời gian đó còn âm thầm thăm dò hành tung của Đào Thái Phó, bận rộn đến mức không thể phân thân, thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm. Trong lúc ấy chỉ lẻn vào Tiến Tấu Viện một lần để gặp Phan Tiểu Linh, còn mang cho cô một thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn để làm lễ vật. Vào đêm tiến cung hôm đó, mí mắt trái của Phan Tiểu Linh không biết vì sao vẫn cứ giật giật. Đêm giao thừa này Tạ Trinh đã bố trí rất nhiều thứ, Phan Tiểu Linh sợ xảy ra chuyện bất trắc, vì thế trước khi đi cô đã buộc một thanh đao chặt xương nhỏ vào chân trái. Chân phải thì buộc thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn này, nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cũng có vũ khí sắc bén để phòng thân. Sau khi cô cho Trường Ninh và Du Bảo Nhi một phong hồng bao lớn, mới lên xe ngựa vào cung cùng với mấy người Đường Bồi Nghĩa dưới ánh mắt háo hức của Trường Ninh. Yến tiệc trong cung được bố trí tại Điện Thái Cực, đây là yến tiệc bên ngoài, chỉ có hoàng đế và quần thần cùng nhau yến ẩm. Trước khi vào đại điện, một tên thái giám dẫn theo những cung nhân bưng khay, lần lượt thu hết bội kiếm trên người của các võ tướng. Khi lần đầu tiên Phan Tiểu Linh vào cung diện thánh, cô phát hiện chỉ kiểm tra lệnh bài và lấy đi những vũ khí bọn cô mang theo bên người, cũng sẽ không khám xét từng người một, vì thế khi ra cửa cô mới mang theo chủy thủ buộc lên chân. Một đôi giày dài, cho dù là ai cũng không nhìn ra được. Dù sao ngoại trừ những người bình thường vào triều yết kiến thiên tử cùng với hôm nay đến đây dự tiệc, không phải những vương công quý tộc, cũng là những đại thần có mặt mũi. Nếu mỗi lần các đại thần vào triều hoặc vào cung dự tiệc đều phải bị lục soát từng người một mới được cho vào điện, chưa kể tốn thời gian công sức, cũng làm tổn hại đến thể diện và tình nghĩa quân thần. Các triều đại trước ban hành quy cũ võ tướng không được mang binh khí vào điện, thứ nhất là phòng ngừa bất kính với thiên tử, thứ hai cũng là đề phòng võ tướng tập kích thiên tử trên đại điện. Nhưng người thật có tâm làm phản, chỉ dựa vào một thanh đao ở đại điện thì có thể làm được gì? Nếu đối phương bức vua thoái vị, nhất định phải xúi dục toàn bộ kim ngô vệ trong hoàng cung. Các thần tử bình thường thì sẽ không bao giờ dám làm chuyện tự mang binh khí để phải chịu cảnh rơi đầu như thế. Bởi vậy, trong cung chưa từng có quy củ lục soát người của đại thần, chỉ có cung nữ thái giám phía dưới mới bị đối xử như vậy. Lần trước Phan Tiểu Linh vào cung là ban ngày, khi đó nhìn thấy toàn bộ hoàng cung nguy nga trang nghiêm, đêm nay tuyết rơi dày đặc, cả hoàng thành đèn đuốc sáng trưng. Ẩn mình trong màn đêm vô biên phảng phất như con cự thú có làn da bị thiêu đến nứt nẻ, để lộ vết đỏ bên dưới, trong sự hoa mỹ lại có loại rung động quỷ quyệt. Nhưng nơi tối tăm nơi đèn không thể chiếu sáng,
cũng để lộ ra những vết thương vô tận và âm trầm. Sau khi bước vào đại điện cung Thái Cực, liền có đám người hầu hạ nhóm đại thần đi đến chỗ ngồi của riêng mình. Bên trái là chỗ ngồi của quan văn, bên phải là chỗ ngồi của các quan võ. Chỗ ngồi của Tam Công Cửu Khanh cùng với Hoàng Thân Quốc Thích đều ở hàng trước nhất. Phan Tiểu Linh đã là quan tam phẩm, được tiểu thái giám dẫn đến ghế ngồi ở giữa bên phải. Trong toàn bộ đại điện, bất luận là quan viên văn võ, chỉ có một mình Phan Tiểu Linh là nữ tử. Ngay khi vừa ngồi vào chỗ, cô đã thu hút những ánh mắt từ mọi hướng nhìn tới, tò mò cũng có, soi mói cũng có. Trước đó ở điện Kim Loan, mặc dù các triều thần đã nhìn thấy Phan Tiểu Linh một lần, nhưng khi đó đang là triều hội. Cô lại cùng với đám người của Đường Bồi Nghĩa đứng ở trước nhất trong đại điện để gặp hoàng đế. Cho nên đám quan viên ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy phía sau nhung giáp của cô chỉ là một mảnh áo choàng đỏ tươi phủ xuống. Đi theo Đường Bồi Nghĩa và những người khác đứng ở trước sảnh, xem như tối nay các triều thần này mới thật sự gặp được Phan Tiểu Linh. Phan Tiểu Linh uốn gối quỳ xuống trước bàn thấp gỗ lim, khuôn mặt thong dong điềm tĩnh. Bộ quan bào võ tướng tam phẩm màu đỏ ửng ở trên người cô lộ ra một cỗ khí khái hào hùng khác biệt, lưng eo thẳng tắp, giống như một gốc trúc xanh mọc giữa những tảng đá núi lởm chởm. Sau khi cắm rễ thì liên tiếp sinh trưởng, mài ra được một vẻ ngoài uy nghiêm, ở giữa đám đại thần từng kinh qua quan trường đã lâu kia cũng không lộ ra chút e sợ rụt rè. Hoàng đế còn chưa tới, chỗ của đám văn võ ở hàng đầu trong yến tiệc vẫn còn để trống. Bầu không khí bên trong đại điện coi như vẫn tương đối hài hòa, các triều thần quen thuộc từng đôi ba năm người đang tán gẫu. Phan Tiểu Linh vốn định yên lặng đợi khai tiệc, nhưng không ngờ lại có một võ tướng trẻ tuổi lạ mặt đi thẳng tới trước bàn của Phan Tiểu Linh, đã ngưỡng mộ đại danh của Phan tướng quân từ lâu. Lúc trước ở trên điện Kim Loan cũng chỉ đối mặt với Phan tướng quân, tối nay xem như may mắn lại gặp được Phan tướng quân, ta xin kính Phan tướng quân một ly. Nói xong, hai tay hắn ta liền bưng ly rượu uống sạch, sau khi uống cạn rượu bên trong, còn dốc ngược ly rượu nhìn về phía Phan Tiểu Linh. Rất có ý tứ là nếu Phan Tiểu Linh không uống, cũng là không nể mặt hắn ta. Trong bữa tiệc mừng trước đó ở Lư Thành, Phan Tiểu Linh có thể từ chối với lý do trên người đang bị thương, không thích hợp để uống rượu. Nhưng cung yến tối nay dù thấp thế nào cũng là quan ngũ phẩm ở kinh thành, đối với dạng này rất không dễ khước từ lời mời rượu. Những tướng lĩnh ở Lư Thành kia nhiều lắm thì không thể khước từ thịnh tình của bọn họ. Nhưng tên võ tướng này trước khi khai yến lại đến mời rượu, dù là tâm lớn như Phan Tiểu Linh, cũng có thể nhận thấy vài cơn sóng ngầm mãnh liệt. Cô liếc nhìn bộ triều phục tứ phẩm trên người tên võ tướng kia, chỉ nói, tướng quân quá khen. Sau khi cầm ly rượu trước mặt lên và ngửa đầu uống cạn, cũng lật ngược ly rượu giống như đối phương. Tên võ tướng kia lúc này liền khen Phan Tiểu Linh, tử lượng của Phan tướng quân thật tốt. Hạ Tu Quân cũng cảm thấy có gì đó không ổn, sợ các tướng lĩnh khác lại tìm đến chỗ Phan Tiểu Linh uống rượu, nên bưng ly đứng dậy nói, Tống tướng quân, sao không uống với hạ mỗ một ly? Trịnh Văn Thường đứng dậy nói, xem thường ai chứ? Trận chiến Bình Định Sùng Châu, lão tử góp công cũng không nhỏ so với Phan tướng quân, Tống tướng quân cũng phải uống với lão tử một ly đấy. Có lời này của Trịnh Văn Thường, các tướng lĩnh từ Tế Châu đến Kinh Thành Thụ Phong cũng nhao nhao đến tìm tên võ tướng kia uống một ly. Lần này đến lượt tên võ tướng kia không thể khước từ, bị mời 7-8 ly rượu mới trở về chỗ của mình. Sau trò nháo này, những người còn lại muốn đến mời rượu cũng có thể thấy rõ, nếu như lại tìm Phan Tiểu Linh uống một ly. Tất nhiên phải bị bọn Hạ Tu Quân mời qua một vòng, còn chưa đến lúc khai tiệc, nên cũng không dám làm càn quá mức, vì thế không đến tìm Phan Tiểu Linh mời rượu. Phan Tiểu Linh ngược lại thì có chút ngoài ý muốn nhìn Trịnh Văn Thường, lúc trước cô còn tưởng người này quá cứng nhắc, nhưng tối nay, xem ra đầu óc của hắn ta vẫn có thể dùng tốt, giả thành kiểu nói chuyện của những đại lão thô thiển trong quân rất giống. Vị trí của Hạ Tu Quân ở cạnh Phan Tiểu Linh, sau khi bữa tiệc yên ắng lại, hắn ta liền hạ giọng nói với Phan Tiểu Linh. Lời tán dương của bệ hạ trên điện Kim Loan lúc trước đối với quân Tế Châu của chúng ta mà nói, chung quy khiến cho nhiều tướng quân cảm thấy bất mãn, cho nên chắc chắn bữa cung yến tối nay sẽ chuốc cho chúng ta say như chết. Giờ khắc này Phan Tiểu Linh mới hiểu tại sao tên võ tướng kia lại đột nhiên muốn đến mời rượu mình. Mời rượu là giả, một đống người thay nhau uống rau ai phủ đầu với bọn người các cô mới là thật. Cũng may là Hạ Tu Quân và Trịnh Văn Thường nhạy bén, cản phá kịp thời. Phan Tiểu Linh bình tĩnh gật đầu nói, ta hiểu được. Cô liếc nhìn khắp đại điện, nghĩ rằng những người chủ động đến mời rượu với cô phải là những người có chút chức quan không cao bằng cô hoặc cùng cấp bậc với cô. Chức quan nếu cao hơn cô, sợ là không có mặt mũi để làm những chuyện này. Những võ tướng có cấp bậc thấp hơn, các tướng lĩnh Tế Châu của cô hẳn cũng có thể ứng phó được. Không lâu sau, Tạ Trinh và Lý Thái Phó cũng lần lượt một trước một sau đến dự tiệc. Hai người lại gặp nhau ở lối vào đại điện trước cửa cung Thái Cực. Sắc mặt của Lý Thái Phó vẫn nho nhã, không nóng không lạnh gọi một tiếng, hầu gia. Tạ Trinh đang mặc bộ triều phục võ hầu màu đen, hoa văn tường vân được thêu bằng chỉ đỏ vàng trên đầu gối của hắn lăn tăn lung linh dưới ngọn nến, phức tạp khiến người khác mê muội,
Quan Ngọc cũng như gương mặt của hắn đều lộ ra một chút thờ ơ lãnh đạm, nhàn nhạt vẩy lên mí mắt. Hắn nói, thật trùng hợp, lại gặp được thái phó. Hắn hơi quay người đi, nhưng trong lời nói ngữ khí lại không có ý kính. Thái phó chính là Nguyên lão Tam Triều, mời thái phó trước. Lý thái phó nói, hầu gia lập nhiều chiến công, trong trận dẹp loạn này cũng lập được công lớn. Yến tiệc mừng năm mới này, cũng chính là tiệc mừng, vẫn là hầu gia trước đi. So với sự kiêu ngạo khinh thường của Tạ Trinh, thái độ của Lý thái phó có thể nói là khiêm tốn hơn. Tất cả đám vây cánh đi theo Lý thái phó đều tỏ ra tức giận và phẫn nộ. Lúc trước khi gặp chuyện vẫn là Lý Viễn Đình là người đầu tiên lên tiếng, lần này ngoài dự liệu lại là trầm mặc ít nói. Ánh mắt của Tạ Trinh liếc qua Lý thái phó và rơi vào trên người của Lý Viễn Đình, đôi mắt hắn có nhiều thêm mấy phần lạnh lùng chế nhạo. Hắn nói, nếu thái phó đã nhường như thế, bản hầu từ chối thì lại là bất kính. Nói xong, hắn nhấc chân đi vào đại điện, các môn sinh đứng phía sau Lý thái phó không cam lòng muốn lên tiếng, nhưng vừa mới bước lên một bước đã bị Lý thái phó giơ tay ngăn cản. Viên quan văn kia khó hiểu nói, thái phó, để mặc cho hắn kiêu ngạo như thế sao? Ngay cả Ngụy Nghiêm trước mặt ngài cũng chưa từng như vậy. Đôi mắt của Lý thái phó dường như bị bao phủ bởi một màu xám xanh mờ nhạt do tuổi tác cao, khiến đôi mắt của ông ta lộ ra sự lạnh lùng khó diễn tả. Tuổi trẻ nóng tính, loại cuồng vọng nhất thời này, cuối cùng rồi sẽ vấp ngã. Mấy quan viên Lý đảng nghe Lý thái phó chỉ có lời tốt bề ngoài này mà nói, thần sắc rất khác nhau. Khi Tạ Trinh và Lý thái phó ngồi vào vị trí, cung thái cực vốn ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Phan Tiểu Linh nhìn về phía Tạ Trinh đang ngồi, có lẽ đã lâu không gặp hắn, lại là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của hắn mặc triều phục, cho nên nhìn có chút sửng sốt. Cô luôn cảm thấy câu nói người cậy vào ăn mặc, ngựa cậy vào yên không thích hợp áp dụng lên người Trinh. Hắn được trời ưu ái sinh ra có túi da tốt, cho dù hắc có mặc xiêm y của tên ăn mày, vẫn cũng tự có một cỗ khí chất kim ngọc. Bất quá bộ triều phục võ hầu này thật sự khiến hắn nổi bật hơn một chút. Hoa văn thêu màu vàng đỏ trên triều phục màu đen được ánh đèn trong đại điện chiếu đến, dường như có một vầng sáng vàng nhàn nhạt lơ lửng, khiến ánh mắt hắn tựa như dày đặc hẳn, giữa đôi lông mày lạnh lùng càng thêm nghiêm túc. Tựa hồ là nhận ra được ánh mắt của Phan Tiểu Linh, Tạ Trinh đưa mắt nhìn sang, trong mắt hiện lên một vòng gợn sóng không rõ. Đại khái cô vẫn không biết rõ, bản thân cô khi mặc thân quan bào võ tướng màu đỏ tươi có bao nhiêu khí khái hào hùng hiên ngang thế nào. Toàn bộ thiếu niên lang ngũ lang khắp kinh thành này cũng không thể sánh được với tinh thần phấn chấn cùng trong trẻo phảng phất kéo xuống từ mặt trời ở giữa đôi lông mày kia của cô. Trên yến hội có rất nhiều người, ánh mắt hai người họ chỉ nhàn nhạt lướt qua nhau rồi rời đi, nhưng trái tim của Phan Tiểu Linh cũng đã lỡ một nhịp. Khi hoàng đế đi tới, quần thần vẫn dựa theo quy trình đứng dậy giống như khi triều bái. Phan Tiểu Linh cũng nhận thấy được, nhóm bách quan tựa hồ kính trọng Tạ Trinh và Lý thái phó hơn kính trọng hoàng đế. Ngụy Nghiêm vẫn cáo bệnh như cũ, không tham dự yến tiệc năm nay, chỗ ngồi của Lý thái phó đáng lẽ phải là vị trí đầu tiên trong đám quan văn, nhưng ông ta lại sai người rời ghế về sau hai thước, cũng không trực tiếp vượt qua chiếm vị trí của Ngụy Nghiêm. Phan Tiểu Linh không biết Lý thái phó đang thận trọng hay chỉ là giả vờ giả vịt. Ông ta là người đã đào một cái hố lớn cho Ngụy Nghiêm và luận tội Ngụy Nghiêm, vị trí kia dường như nằm trong tầm tay của ông ta, nhưng còn khắp nơi tuân theo lễ chế, chưa từng vượt qua khuôn khổ cũng là ông ta. Chỉ có thể nói, người này quá ẩn nhẫn, lòng dạ cũng cực kỳ sâu. Có lẽ là bởi vì Phan Tiểu Linh đã nhìn chằm chằm vào Lý thái phó một lúc lâu, bởi vì đã có tuổi. Lý thái phó chỉ ở trong bữa tiệc ăn chút thức ăn mềm dễ tiêu, bỗng nhiên liếc nhìn sang phía của Phan Tiểu Linh. Phan Tiểu Linh cũng không trốn tránh, cứ như vậy đối mắt với Lý thái phó. Một ánh mắt có vẻ như dịu dàng nhưng lại sâu không thấy đáy, một ánh mắt trong sáng mà kiên nghị, như thể ẩn chứa một ánh nắng chói chang trong mắt. Cuối cùng, Lý thái phó nhìn đi chỗ khác trước, tay gầy guộc cầm đôi đũa gỗ, chậm rãi gắp một đũa thức ăn thanh đạm. Bên phía quan võ bỗng nhiên truyền đến âm thanh thanh thúy vỡ vụn của đồ sứ. Một tên nội thị thêm rượu vô ý làm đổ rượu lên bộ triều phục của Tạ Trinh, nội thị kia sợ đến mức mềm nhũn tay, bình rượu cầm theo cũng rơi xuống đất. Mọi ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đều bị thu hút đến. Nội thị kia bị dọa sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, không lo được trên mặt đất vẫn còn có rượu, trước đập đầu như dã tỏi liên tục cầu xin tha thứ, hầu gia tha mạng, hầu gia tha mạng. Vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ nhìn thấy được một màn này, trong đáy mắt đã không kìm nén được ý hưng phấn, trực tiếp gọi Kim Ngô vệ ở bên ngoài điện, người tới, đem tên nô tài làm bẩn áo của Vũ An hầu xuống chém. Trong đám quần thần náo động tưng bừng, nhưng lại không có ai dám cầu tình. Phan Tiểu Linh biết Tạ Trinh sẽ mượn cơ hội này rời khỏi yến tiệc, vừa nhíu mày, liền nghe được âm thanh lạnh lẽo không nhanh không chậm của Tạ Trinh vang lên. Chỉ là rượu đổ mà thôi, đây là tiệc mừng năm mới, vẫn là không nên thấy máu mới thỏa đáng, bệ hạ cảm thấy thế nào? Tề Thăng không có ý định dây dưa với Tạ Trinh trong vấn đề này, ngay lập tức nói, đã có Vũ An hầu thay tên nô tài ngu xuẩn này cầu tình, ngươi còn không mau tạ ơn.
nội thị kia dập đầu như dã tỏi, tạ bệ hạ, tạ Vũ An Hầu. Tề Thăng miễn cưỡng kìm nén sự hung ác dâng lên trong đáy lòng cùng với sự vui sướng điên cuồng như sắp đạt được ước nguyện nào đó. Bày ra vẻ mặt bình thường phân phó với thái giám nội thị, mời Vũ An Hầu đi xuống thay xiêm y đi. Một màn này vốn nằm trong kế hoạch của Tạ Trinh, hắn nói một câu tạ bệ hạ với Tề Thăng, liền đi theo thái giám ra khỏi đại điện. Tạ Trinh vừa rời đi, Tề Thăng tựa hồ vui vẻ hơn rất nhiều, tâm tình cực thích nâng ly nói với quần thần, từ khi trẫm kế vị đến nay, đại giận trong ngoài gặp họa không dứt. May mắn có được chư vị ái khanh, Giang Sơn đại dân ta mới có được ngày hôm nay, trẫm coi như cũng không phụ cơ nghiệp của tổ tiên, tối nay chúng ái khanh cứ uống thoải mái, không say không về. Hắn ta đột nhiên nói ra lời như vậy, tất cả quan viên đương nhiên phải nâng ly chúc mừng. Lý Thái Phó nói, bệ hạ tài đức sáng suốt, đó là vận may của chúng ta. Quần thần liền tung hô, bệ hạ tài đức sáng suốt. Phan Tiểu Linh chỉ cảm thấy hai chữ tài đức khi dùng lên người Tề Thăng, cảm thấy có phần châm chọc. Cô theo lời chúc mừng quay trở lại vị trí ban đầu, nhưng mí mắt của cô lại bắt đầu co giật dữ dội không thôi. Khi trăng lạnh treo giữa trời, trường giai tiết ngọc. Những bông tuyết nhỏ mịn chậm rãi trôi xuống dưới ánh đèn lồng mờ ảo của cung điện, bao phủ đôi giày bằng gấm màu đen, trong nháy mắt biến thành một vết ướt không thể nhìn thấy. Tiểu thái giám dẫn Tạ Trinh đến thiên điện, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt lấy lòng, hầu ra để ý dưới chân. Đầu vai của Tạ Trinh khoác chiếc áo choàng được viền bằng lông cáo, thân thể như tùng bách. Một bên mặt của hắn được phủ bởi một tầng trăng lạnh khiến hắn càng trông lạnh lùng tuấn mỹ, từ chóp mũi phát ra một tiếng nhàn nhạt ừm. Một hòn đá từ đầu ngón tay được bao phủ bởi ống tay áo thêu màu đồng bay ra, đập vào cành cây phủ đầy tuyết cách đó không xa, cành cây rung động, nháy mắt chấn động khiến cho chỗ tuyết đọng rơi xuống, khiến cho tên tiểu thái giám cả kinh xoay cổ nhìn lại, quát chói tai, ai ở đây? Sau một khắc tiếp theo, tiểu thái giám chỉ cảm thấy phần gáy đau nhức, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tạ Trinh nhặt chiếc đèn lồng mà tên tiểu thái giám đánh rơi trên mặt đất, xốc nắp đèn lồng thổi tắt nến bên trong. Một tay nhấc tên tiểu thái giám lên, đặt hắn ta dựa vào một cây cột ở bên ngoài cung điện. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Tạ Trinh ngước mắt lên lạnh lùng nhìn xung quanh, mới lột áo khoác và triều phục trên người mình xuống. Dưới bộ triều phục, hiển nhiên là một bộ xiêm y dạ hành. Hắn lấy mặt nạ dịch dung từ trong ngực đeo lên, đem bộ triều phục của mình giấu vào thạch động trong hòn non bộ ở ngự hoa viên. Dựa vào ánh sáng nhìn bản đồ hoàng cung, tránh đi các thủ vệ tuần tra, leo lên leo xuống vài bức tường cao liền đến được lãnh cung. So với các cung điện khác được răng đèn kết hoa, trong lãnh cung quạnh quẽ đến đáng sợ, ngay cả chiếc đèn lồng màu vàng to bằng bàn tay ở cửa lớn cũng phủ đầy bụi, còn bị bao phủ bởi một lớp mạng nhện. Ở nơi lãnh cung như thế này đều là những phi tần phạm lỗi nặng, có người bị điên, có người đã chết, nghe đồn còn bị ma ám. Ngoại trừ cung nhân đang làm nhiệm vụ đến ném chút đồ ăn cho chó ăn, ngay cả thái giám cung nữ cấp thấp nhất cũng không muốn tới đây nhìn nhiều hơn. Dựa theo tình báo của trưởng công chúa, sau khi vượt qua bức tường cao của lãnh cung, Tạ Trinh dễ dàng tìm thấy nơi ở của cung nữ điên ở phía ngoài. Trong căn phòng nhỏ cũng phủ đầy bụi đất và mạng nhện, đồ đạc duy nhất dường như là chiếc giường kê bên cửa sổ. Nhờ vào ánh trăng có thể nhìn thấy cỏ khô lộ ra từ chỗ tấm đệm mỏng không thể phủ hết, cung nữ co ro ngủ ở trên đó, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng đầy nấm mốc. Trong phòng đốt quá nhiều nến hương thoang thoảng mùi khói, trong cung không cho phép thờ cúng, nghĩ là cung nữ này vụng trộm đốt tiền giấy cho người nào đó ở trong phòng của mình. Tạ Trinh khẽ lắc thanh nhuyễn kiếm quấn quanh cánh tay, chỉ vào phần gáy của cung nữ, ta biết ngươi đã tỉnh, nếu muốn sống sót cũng đừng quay đầu lại, ta chỉ hỏi một câu. Năm đó hậu phi Tư Thông cùng với Ngụy Nghiêm là ai? Cung nữ kia dường như quá sợ hãi, toàn thân run lên cầm cập, là. Trong nháy mắt biến cố phát sinh, cung nữ đột nhiên quay đầu lại, giơ tay rắc bột phấn lên người Tạ Trinh. Tạ Trinh nhanh chóng quay đầu tránh đi, kịp thời nhắm mắt nín thở, để không hít phải loại bột không xác định hoặc làm bỏng mắt hắn. Nhưng cung nữ kia thừa cơ rút ra một thanh chủy thủ ở dưới gối đâm về phía Tạ Trinh. Tạ Trinh theo bản năng nhấc cánh tay lên ngăn chặn đẩy người ra xa vài thước. Cung nữ kia bị đập lưng vào tường, lúc lăn xuống đất, khóe miệng có một vệt máu, nhưng trong mắt không hề có sự tàn nhẫn mà ngược lại là sự mê hoặc vô biên. Dùng ngón tay vuốt nhẹ khóe môi rồi ngậm vào trong miệng, ánh mắt như móc câu nhìn về phía Tạ Trinh, nũng nịu nói, khí lực của ngài thật lớn, làm người ta đau. Âm thanh ngọt ngào đến dẻo quẹo, như thể một nồi đường ngào lại rót một ngụm vào cổ họng. Khi cung nữ kia rút hai ngón tay ra, chúng đã ướt đẫm nước bọt, cô ta kéo xiêm y của mình xuống từng chút một, cười duyên nói, có muốn xem chỗ nô gia bị ngài đả thương hay không? Đáy mắt của Tạ Trinh chỉ có sự chán ghét nồng nặc khi nhìn thấy giòi bọ vặn vẹo trong rãnh nước, hắn thu kiếm lại, rời bước muốn đi ra khỏi phòng, nhưng chỗ cửa lớn lại vang lên âm thanh xiềng xích. Ánh mắt của Tạ Trinh đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn giơ kiếm muốn chém cửa lớn, nhưng vào lúc đó hắn phát hiện tay chân bùn rùn gần như không thể đứng vững. Một tay hắn đỡ vào tường, thái dương thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
bên cửa sổ cũng vang lên âm thanh xích sắt. Sau đó một ống trúc thon dài chui qua khe hở nhỏ nhô ra, một làn khói trắng nhàn nhạt bay vào trong phòng. Nữ nhân phía sau mị hoặc nói, có phải phát hiện tay chân yếu ớt hay không? Những cốt tán này từ khi vào trong phòng ngươi đã phải ngửi được, lại mới cùng nô gia giao thủ đã tăng tác dụng của dược liệu. Có thể chống đỡ được đến hiện tại mới phát tác, thân thể này quả thật tráng kiện đến. Thật khiến cho nô gia thèm thuồng. Nữ nhân kia chỉ nằm nửa người trên mặt đất, mái tóc màu đen buông xõa, bộ đồ ngủ màu trắng được mở ra. Để lộ ra chiếc áo đỏ tươi ôm bụng vào một bên vai, ả ta nhìn chằm chằm vào Tạ Trinh với vẻ mặt khó nhịn và quyến rũ. Tạ Trinh nghe ả ta nói vừa vào phòng đã bị ngửi thấy, lúc này mới nhìn về phía chậu than đốt tiền giấy trong phòng, hóa ra đốt giấy tiền vàng mã thắp hương là để che giấu mùi hương khác. Tác dụng của thuốc bắt đầu phát tác dữ dội như lũ vỡ đê, toàn bộ sức lực trong cơ thể hắn như bị rút cạn, Tạ Trinh dựa vào tường đứng cũng không nổi. Hắn dựa vào tường trượt ngồi xuống, trong thân thể còn có một loại phản ứng khác, trong máu dường như có lửa đốt, toàn thân ngứa ngáy như có côn trùng đang bò lổm ngổm. Thứ được thổi tới qua ống trúc kia trên cửa sổ, không cần nói cũng biết rõ là gì. Nữ nhân kia dường như bị ảnh hưởng bởi làn sương thuốc từ ống trúc thổi vào, khuôn mặt của ả ta so với tư thái giả vờ mị hoặc trước đó càng nhiều hơn mấy phần bản năng. Mị nhãn của ả ta như tơ chậm rãi bò tới chỗ của Tạ Trinh, nô gia rất khó chịu, xin hãy giúp nô gia. Tác dụng của thuốc khiến khuôn mặt Tạ Trinh xuyên qua lớp mặt nạ hóa trang lộ ra một tầng đỏ tươi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến kinh người, ngươi muốn chết sao? Giọng nói rất nhỏ, giống như luồng khí quỷ quái phảng phất từ sông Vong Xuyên luồn qua quỷ môn quan mở ra vào Tết Trung Nguyên bay tới, khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Ánh mắt của nữ nhân kia đã bị mê muội, cũng bởi vì câu nói này mà lấy lại được chút tỉnh táo. À ta nhìn Mỹ Nam đang ngồi dưới chân tường, bởi vì chúng phải nhuyễn cốt tán mà không thể đứng dậy được. Dưới tác dụng của mê dược ả ta không còn chút lý trí nào. Rất nhanh liền cười mị hoặc, ngày rồi cũng sẽ muốn cùng với nô ra đi vào cực lạc nhân gian dục sinh dục tử này. Hơi thở ả ta hổn hển, cuối cùng cũng bò tới được trước mặt của Tạ Trinh, ngước một đôi mắt quyến rũ. Còn chưa kịp nói ra một câu hờn dỗi dụ dỗ, chiếc cổ kia liền bị một bàn tay to lớn như kìm sắt nắm chặt. Mùi máu tươi và sự ngùa ngạt cuối cùng cũng khiến nữ nhân tỉnh táo một chút, nam nhân này lại thật sự kéo phá lòng bàn tay của mình để duy trì sự thanh tỉnh. Nữ nhân không bị trúng nhuyễn cốt tán, lại là người luyện võ, có ý muốn vặn tay của Tạ Trinh ra, nhưng phát hiện hết thảy đều vô ích. Hàm răng Tạ Trinh tỏa ra mùi rỉ sắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân đang giãy giụa trong tay mình. Tề Thăng tìm thứ như ngươi đến đây, là muốn ngươi giả mạo Phi Tần Lãnh Cung, bắt chước tội danh của Ngụy Nghiêm lên người ta. Nữ nhân kia muốn nói chuyện, nhưng cổ họng chỉ phát ra một tiếng cạch cạch nhẹ, ánh mắt cũng chuyển từ hoảng sợ sang tuyệt vọng. Khi xương giòn trong cổ họng vỡ ra, năm ngón tay của Tạ Trinh trực tiếp móc mấy lỗ máu trên gáy của ả ta. Nữ nhân kia mở to hai mắt ngã xuống mặt đất, máu từ một bên gáy chảy xuống nhanh chóng tụ lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Tạ Trinh ngồi dựa vào tường thở hổn hển như dã thú, trên tay máu chảy đầm đìa, không phân biệt được là máu từ lòng bàn tay mình hay là máu từ cổ của nữ nhân. Người khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, lại thả mị khói vào trong phòng không nghe được động tĩnh bên trong, do dự một chút, mở khóa cửa muốn vào phòng xem tình huống thế nào. Nhưng khi ông ta cầm đèn lồng đẩy cửa vào, nhìn thấy chính là khuôn mặt của nữ nhân đang nhìn chằm chằm ngoài cửa. Thái giám sợ tới mức đồng tử co rụt lại, vội vàng nâng đèn lồng lên muốn tìm một người khác ở trong phòng. Thanh chủy thủ cắt vào cổ họng máu tươi tràn ra, chiếc đèn lồng rơi trên mặt đất lập tức bị thiêu đốt. Ngọn lửa chiếu sáng mũi thanh chủy thủ đẫm máu, một đôi mắt lạnh lùng phản chiếu trên mũi đao chủy thủ lấp lóe ánh sáng băng lãnh. Tạ Trinh đạp lên vũng máu bước ra khỏi phòng, máu tươi nhỏ giọt từ mu bàn tay trái của hắn chảy xuống. Mấy thị vệ canh gác bên ngoài từ cánh cửa rộng mở nhìn thấy tình cảnh thê thảm của cung nữ và thái giám trong phòng, không khỏi có chút kinh hãi. Liều lượng nhuyễn cốt tán đốt trong phòng đủ để đánh ngã một con trâu, làm sao hắn còn có thể đi ra được? Chẳng lẽ đã sớm dùng qua thuốc giải? Nhưng vết máu trên tay của Tạ Trinh và bước đi hơi loạng choạng của hắn vẫn khiến bọn họ chú ý tới, đúng là hắn bị trúng thuốc, chỉ là bất quá vẫn còn đang dáng chống đỡ. Cánh cửa lớn của lãnh cung sớm đã khóa chặt, một tên thị vệ ở phía sau xông lên nói với đồng đội, phóng hỏa, dẫn người tới đây. Trưởng công chúa Tề Xu đã bị An Thái Phi cấm túc nhiều ngày. Đêm giao thừa tối nay, mẫu tử hai người cũng chỉ vừa ăn xong một bữa cơm tất nhiên đơn giản, An Thái Phi trở lại Phật đường nhỏ tiếp tục tụng kinh. Trong lòng Tề Xu buồn bực, phất tay áo đi ra khỏi noãn các, lão ma ma bên cạnh An Thái Phi theo sát cô ta từng bước, công chúa muốn đi đâu. Tề Xu kiêu căng được nuông chiều hơn 10 năm, cũng không phải là người tốt tính, lập tức quay sang nói một câu, bản công chúa ăn không tiêu, muốn đi ra ngoài một chút, cửa cung đều đã bị mẫu phi khóa lại, các ngươi còn lo lắng bản công chúa đi nơi nào. Lão ma ma bị Tề Xu nói thế nhưng cũng không có tỏ ra tức giận, chỉ đứng dậy khẽ cúi người nói, công chúa nên mặc áo choàng, bên ngoài gió tuyết lớn, cẩn thận cảm lạnh.
Tề Xu không thèm quan tâm đến những người xung quanh mẫu phi, bọn họ đã đi theo An Thái Phi đã lâu. Từng người dường như đều đã thành Bồ Tát, thần thái ngữ khí nói chuyện đều giống nhau, khiến Tề Xu cảm thấy vô cùng phiền phức. Cô ta chỉ mang theo một vài cung nữ thiếp thân của mình, ngẩng cao đầu đi ngang qua ma ma kia. Lão ma ma quỳ ở phía sau nói, cung tiễn công chúa điện hạ. Khi ra ngoài, Tề Xu thật sự cảm thấy hơi lạnh, cô ta đứng tại cầu mái tre nhìn mặt trăng lạnh giá treo cao trên bầu trời. Tay cầm một chiếc bếp lò bằng đồng chạm khắc hoa rỗng, lẩm bẩm một tiếng, không biết tên đầu gỗ công tôn kia hiện tại đang làm cái gì. Âm thanh của cô ta quá nhỏ, cung nữ đứng bên cạnh nghe không rõ, nhẹ giọng hỏi, công chúa nói gì ạ? Tề Xu mím môi nói, không có gì, chúng ta đi vườn mai một chút đi. An Thái Phi khi còn trẻ cũng được sủng ái, tiên đế đặc biệt hạ lệnh cho người trồng cả một rừng mai trong cung của bà ta. Khi mùa đông giá rét đến, hoa mai trong vườn tranh nhau nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Đêm nay tuyết rơi nhẹ, con đường lát đá xanh ở rừng mai lẽ ra phải phủ một lớp tuyết mỏng. Nhưng tiểu thái giám quét đường lại sợ chủ tử sẽ có nhã hứng thưởng mai vào đêm giao thừa, cho nên vào sáng sớm đã dọn sạch tuyết đọng trên đường. Tề Xu cùng một đám cung nữ đi dạo một hồi, đột nhiên nói, các ngươi ở lại chỗ này, không cho phép đi theo, ta đi treo túi thơm cầu phúc. Đám cung nữ thấp giọng trả lời vâng. Một mình Tề Xu đi vào sâu trong vườn mai một đoạn ngắn, tìm được một nhánh hoa mai nở rộ vô cùng xinh đẹp, từ trong ngực lấy ra chiếc túi thơm chứa đầy tâm tư thiếu nữ của mình. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh thêu trên đó, đang chuẩn bị kiễng chân treo lên, lại nghe được vài tiếng cười yêu kiều của nữ tử truyền đến từ hòn giả sơn bị cành mai che chắn ở phía trước. Chẳng lẽ có người ở đây yêu đương vụng trộm? Sắc mặt Tề Xu lập tức thay đổi, muốn nổ tung phát tác, nhưng lại siết túi thơm trên tay của mình, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Muốn làm bộ như không nghe thấy gì mà rời đi, nhưng lại nghe thấy, ta lừa ngươi làm gì, gần đây công chúa bị Thái Phi giám sát nghiêm ngặt, cũng không có đi nơi nào. Một giọng nói có chút âm nhu vang lên, người bên cạnh trưởng công chúa cũng không đi lãnh cung sao. Nữ nhân kia hơi thở hổn hển trả lời, những người làm hạ nhân như chúng ta, không có lệnh bài của Thái Phi, cũng không thể rời khỏi Thọ Dương cung. Hoa Thọ Dương là tên gọi khác của Hoa Mai, cung của An Thái Phi cũng được gọi tên theo khu rừng mai này. Tề Xu hét lớn một tiếng, người nào ở đây, cút ra đây cho bản cung. Một tiếng này đừng nói nam nữ phía sau hòn giả sơn, ngay cả cung nhân chờ ở bên ngoài cũng giật mình vội vàng chạy tới. Một đôi cung nữ thái giám ăn mặc xộc xệch từ sau hòn giả sơn lộn nhào đi ra, hai người đều sợ đến tái nhợt, dập đầu như dã tỏi trước Tề Xu, công chúa tha mạng. Công chúa tha mạng. Tề Xu đã sớm biết cung nữ và thái giám trong cung cũng có kết duyên đối thực, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy buồn nôn. Cô ta nhận ra cung nữ kia chính là người trong cung của mình, còn tên thái giám nhìn thì lạ mắt. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm cung nữ, ngươi đang theo dõi bản cung. Cung nữ run rẩy cả người, khuôn mặt mờ mịt vì khóc, nô tỳ không dám. Nô tỳ không dám. Tề Xu quay đầu nhìn tên thái giám, ngươi là người trong cung nào? Thái giám nhướng mắt nhìn Tề Xu một chút, sau đó vội vàng cúi đầu, mặc dù cũng sợ hãi, nhưng tựa hồ so với cung nữ còn có tự tin hơn, nô tài. Nô tài là Tư Lễ giám, Cao Công Công bên cạnh bệ hạ chính là nghĩa phụ của nô tài. Tề Xu cười lạnh thành tiếng, hóa ra thái giám tổng quản bên cạnh Tề Thăng chính là chỗ dựa của hắn ta. Nhưng nếu hắn ta có thể hỏi cung nữ những câu hỏi đó, hiển nhiên Tề Thăng đã nghe nói về việc cô ta giúp Tạ Trinh điều tra cung nữ bị điên trong lãnh cung. Sống lưng một trận ớn lạnh, Tề Xu cảm thấy đầu gối nhũn ra, cô ta nhìn tên thái giám kia biểu lộ ra bộ dáng hận không thể ăn thịt người. Sắc bén nói, trói tên hoạn quan bẩn thỉu này lại cho bản cung, trước giam lại. Sau đó quay người bước nhanh ra khỏi rừng mai, dùng sức nắm lấy tay của cung nữ tâm phúc của mình, phân phó nói, nhanh, ngươi cầm lấy lệnh bài của ta, lập tức đi tới điện thái cực tìm Vân Huy tướng quân, nói lãnh cung có biến. Cung nữ chạy một đường rời đi, nhưng còn chưa đi ra khỏi rừng mai, đã bị An Thái Phi dẫn người cản lại. An Thái Phi nhìn nữ nhi của mình, vẻ ưu nhã trên mặt lắng đọng theo năm tháng rõ ràng có chút tức giận, Xu Nhi, con lại muốn làm loạn cái gì? Tề Xu gấp gáp nói, mẫu thân, đây không phải là làm loạn. Chuyện lãnh cung con đã nhúng tay vào, đây không phải giống với chuyện năm đó của ngài, cứ đóng chặt cửa cung là có thể bình yên vô sự. Nếu như Vũ An Hầu bị Tề Thăng mưu hại, về sau Tề Thăng cũng sẽ đem chuyện này tính tới lên đầu của chúng ta. Cho dù Tề Thăng có thắng, tính khí điên cuồng kia của hắn có tiếp tục để cho mẫu tử chúng ta vui vẻ không? Vừa vặn có cung nhân ở phía sau trấn áp cung nữ thái giám yêu đương vụng trộm từ trong rừng mai đi ra. Tề Xu chỉ vào hai người kia mà chất vấn An Thái Phi, tay của Tề Thăng đã đưa tới cung của chúng ta rồi, mẫu phi còn muốn không đếm xỉa đến nữa sao? An Thái Phi nhìn hai người bị trói gô lại, cân nhắc một hai, cuối cùng nói, mở cửa cung, điện thái cực. Bữa tiệc đã sớm qua 3 tuần rượu, Phan Tiểu Linh ngước mắt nhìn chiếc ghế trống của Tạ Trinh, sự lo lắng giữa hai lông mày ngày càng sâu. Khi cô đang định kiếm cớ ra ngoài nhìn một chút,
một cung nữ đến rót rượu Bất Động Thanh Sắc đụng vào khuỷu tay cô một chút. Được váy dài che lấp lại, Phan Tiểu Linh cảm thấy có thứ gì đó được đưa vào lòng bàn tay của mình, cô lập tức khép chặt tay lại. Sau khi cung nữ rời đi, Phan Tiểu Linh giả vờ loạng choạng đứng dậy, một người đang đợi phía sau tiến tới đỡ cô, hỏi cô muốn đi đâu. Phan Tiểu Linh lấy cớ muốn đi tịnh phòng, cung nữ kia liền cung kính dẫn Phan Tiểu Linh đi đến tịnh phòng. Sau khi Phan Tiểu Linh rời khỏi bữa tiệc, Lý Thái Phó đang ngồi ở ghế đầu đám quan văn liếc mắt nhìn bóng lưng Phan Tiểu Linh rời đi, sau đó lại nhìn chiếc ghế chống quan võ ở đối diện, trong đôi mắt già nua ẩn chứa cảm xúc khiến người khó nhìn thấu được. Một lúc sau, một tên hạ nhân tiến lên thì thầm điều gì đó vào tai của Lý Thái Phó. Lý Thái Phó vẫn luôn điềm tĩnh hiếm khi thay đổi sắc mặt, sau khi vẫy lùi hạ nhân mới đứng dậy ôm quyền nói với hoàng đế phía trên rõ ràng vô cùng đang thoải mái. Lão thần hổ thẹn, tối nay quần thần đều cao hứng vui vẻ yến ẩm, lão thần vốn nên cùng với bệ hạ và chư vị đồng liêu vui mừng cho năm mới. Nhưng vì người đã già, không còn dùng được, người đang rất mệt mỏi, đành phải khẩn cầu bệ hạ cho phép lão thần trở về phủ trước. Tiết mục hay còn chưa bắt đầu, Tề Thăng hiển nhiên rất không vui, nói, Thái Phó nếu mệt mỏi, cứ tạm đến thiên điện nghỉ một lát đi. Lý Thái Phó liên tục nói sợ hãi, ngôn từ rất khẩn thiết nói, bệ hạ, đây là chết sát lão thần. Tâm tình hôm nay của Tề Thăng không tệ lắm, sợ ý đồ giữ người của mình quá mức lộ liễu, nói, đã như vậy, Thái Phó cứ rời tiệc trước đi. Sau khi Lý Thái Phó dẫn nhi tử rời khỏi đại điện, hắn ta lắc ly rượu nói một câu có ý riêng, Vũ An Hầu đi thay xiêm y đã lâu sao còn chưa thấy quay lại. Chẳng lẽ đã mệt tìm tạm chỗ nào nghỉ ngơi rồi? Bách quan đều không dám tiếp lời, Tề Thăng tự cười một mình, chư vị ái khanh cứ tiếp tục uống đi. Cũng không thể bởi vì không có Thái Phó và Vũ An Hầu ở đây, liền khiến cho khung cảnh trở nên lạnh nhạt. Lúc này, một tiểu thái giám lộn nhào chạy vào, bệ hạ không tốt rồi, lãnh cung bị hỏa hoạn. Tề Thăng không nén được hưng phấn trong đáy mắt, nhưng vẫn làm ra vẻ tức giận mắng, đang yên lành làm sao lại hỏa hoạn. Thái giám luống cuống nói, cái này, nô tài cũng không biết. Tề Thăng mắng một câu phế vật, từ trên long ỷ đứng dậy, trong lãnh cung còn rất nhiều phế phi ở trong đó, hiện tại là thời khắc bước sang năm mới, cũng đừng nháo đến nhân mạng, theo chẫm đi xem một chút. Thiên tử cũng đã muốn đến lãnh cung, quần thần tham gia cung yến cũng chỉ có thể đi cùng. Tuyết càng rơi dày đặc, gió thổi lồng lộng, Phan Tiểu Linh mặc trang phục thái giám chạy vội đến một lối nhỏ dẫn đến lãnh cung, chỉ cảm giác như hai má bị đao băng cứa vào. Lãnh cung phía xa đang bốc cháy ngùn ngụt, gió thổi qua trước mặt mang theo mùi khét lẹt. Phan Tiểu Linh nghiến chặt răng, chỉ hận không thể nhanh hơn nữa. Trên tờ giấy cung nữ kia đưa cho cô viết, lãnh cung có biến, Vũ An Hầu gặp nạn. Sau khi ra ngoài, cô ra lệnh cho cung nữ đưa cô đến tịnh phòng rời đi, nhanh chóng tìm lấy tờ giấy cung nữ đã đưa cho cô. Cung nữ kia tự nhận là người thân cận của trưởng công chúa, thậm chí còn cho cô xem lệnh bài của trưởng công chúa. Sau khi xác định được thân phận của đối phương, Phan Tiểu Linh không dám chậm trễ một khắc. Quan bào của cô quá dễ nhận ra, trên đường đi cô đã trực tiếp đánh bất tỉnh một tên thái giám, cởi bộ xiêm y đối phương xuống mặc lên người, sau đó mới lao thẳng đến lãnh cung. Vị trí của lãnh cung rất hẻo lánh, đêm nay lại là đêm giao thừa, cung nữ thái giám cũng lười nhác, lửa cháy ngùn ngụt, chỉ có mấy tên thái giám xách thùng đi lấy nước dập lửa. Phan Tiểu Linh chạy một mạch nhanh đến nỗi những người khác cho rằng cô đi chữa lửa, cho nên cũng không hoài nghi gì. Cô bước rất nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã bỏ xa đám thái giám phía sau đang đi chữa lửa. Khi đến lãnh cung, cô phát hiện bên trong cung điện đổ nát có một số đồ lặt vặt bên cạnh bị đốt cháy, còn vẫn chưa lan tới người bên trong. Phan Tiểu Linh chạy về phía trước mấy bước, liếc mắt liền thấy cửa lãnh cung bị đánh thủng một lỗ lớn, trên chốt cửa treo một cái ổ khóa cực lớn. Trên ô cửa mở toang, máu tươi nhuộm đỏ tấm ván gỗ đứt gãy ở giữa. Trên mặt đất còn có một chuỗi vết máu kéo dài rất xa, nhưng lúc này máu tươi chảy ròng ròng, lại là ban đêm, cho nên mơ hồ che lấp. Tim của Phan Tiểu Linh lập tức đập cực nhanh, cô khom người đi qua khe cửa vào bên trong lãnh cung. Mượn ánh lửa cháy hừng hực ở cung điện phía xa, liếc mắt liền nhìn thấy trong viện khắp nơi đều là thi thể. Có thái giám, cũng có kim ngô vệ. Trái tim Phan Tiểu Linh như bị bóp chặt, cô không dám gọi tên Tạ Trinh, chỉ lớn tiếng gọi, Ngôn Chính, huynh ở chỗ này à? Thấy trong phòng có vết tích đánh nhau, cô vội chạy đến xem xét thì thấy ở cửa có một thái giám bị cắt cổ, trong phòng còn có một nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề bị vặn gãy cổ. Nhưng trong nháy mắt, cô đoán ra được kế hoạch của hoàng đế, một trận hung ác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên, lửa giận tột độ khiến hai bàn tay đang nắm chặt của Phan Tiểu Linh nổi đầy gân xanh. Giết! Giết người! Mau! Mau đi gọi người! Lãnh cung có người chết! Bên ngoài truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu, chính là đám thái giám đi chữa lửa kia chạy tới. Phan Tiểu Linh không dám ở lại lâu, cô đoán Tạ Trinh đã phá hỏng cửa cung chạy đi, chỉ là chắc chắn hắn đã bị thương, chỉ sợ là không thể đi xa. Cô trực tiếp leo lên đầu bức tường lãnh cung rồi lộn ra ngoài.
Lãnh cung không thể so được với những nơi khác, những nơi ánh lửa không thể chiếu tới đều là một mảnh đen kịt, ngay cả vết máu trên đất cũng không thể phân biệt được. Nhưng Phàn Tiểu Linh lại có thể nhạy bén ngửi thấy mùi máu trên tường cung điện, nhìn kỹ phía dưới, trên tường cung điện cũng có dấu tay máu. Cô đưa tay ra so sánh một chút, sau khi xác nhận đó là dấu tay của Tạ Trinh, giữa hai hàm răng mơ hồ có một cỗ mùi tanh. Chẳng lẽ hắn bị thương đến mức chỉ có thể dựa vào tường mà đi sao? Phàn Tiểu Linh bước nhanh về phía trước, tìm kiếm mùi máu tươi. Cô phải nhất định mang hắn đi trước khi Kim Ngô Vệ đến đây. Sau khi đi qua không ít con đường, cuối cùng nhìn thấy một nửa người đang ngâm mình trong nước tại hồ Thái Dịch bên cạnh hòn Giả Sơn. Phàn Tiểu Linh suýt nữa đã vui đến phát khóc, cô nhanh chóng bước tới, thấp giọng gọi, Tạ Trinh. Tạ Trinh nhắm chặt hai mắt không đáp, mặt nạ dịch dung trên mặt không biết đã rơi ở đâu, đôi môi của hắn dưới ánh trăng cơ hồ cùng trắng bệch cùng với màu của gương mặt. Phàn Tiểu Linh cả kinh, đưa tay sờ sờ mặt của hắn, huynh làm sao? Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị cánh tay kia kéo xuống nước, đồng thời cổ bị siết chặt. Cảm giác ngột ngạt lúc đó khiến Phàn Tiểu Linh chắc chắn rằng hắn đang cố gắng hết sức để giết cô. Cô kéo cánh tay đang bóp cổ họng cô của Tạ Trinh, khó khăn nói, ta. Từ khóe mắt liếc tới cũng chỉ có thể thấy được đôi mắt phượng của Tạ Trinh đỏ tươi đến mức mạch máu trong mắt như muốn nổ tung, lạnh lùng lại ngoan lệ. Hắn không còn nhận ra mọi người nữa. Cảm giác ngột ngạt dữ dội khiến Phàn Tiểu Linh càng thêm yếu sức chống cự, nhưng không biết có phải hành động siết cổ đến quá gần hay không. Hắn ngửi thấy được mùi cơ thể cô, bàn tay đang giữ cổ họng cô của Tạ Trinh đột nhiên buông lỏng. A Linh. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, mái tóc ướt sũng xõa ra sau, xiêm y ướt sũng hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Phối hợp với đôi mắt đỏ như máu, cả người toát ra một cỗ yêu dị không cách nào hình dung được. Hắn dùng bàn tay bị thương đã bị ngâm đến trắng bệch nhẹ nhàng vuốt ve cổ Phàn Tiểu Linh đã bị hắn siết đến đỏ ửng. Rõ ràng cả người hắn đã bị nước của hồ Thái Dịch ngâm thành một tảng băng, nhưng nhiệt độ giữa hơi thở vẫn còn bỏng rát. Xin lỗi, ta không biết là nàng. Âm thanh của hắn khàn đến không tưởng tượng nổi, giống như đang cố gắng hết sức để kìm nén điều gì đó. Nhưng đầu ngón tay vuốt ve làn da mỏng manh trên cổ Phàn Tiểu Linh trong nháy mắt trở nên nóng rực, khiến hắn không tự chủ được cúi đầu hôn lên má của Phàn Tiểu Linh. Đôi môi mỏng lạnh như băng, hơi thở nóng như lửa, giống như dáng vẻ thời khắc này của hắn, quỷ dị mà xinh đẹp. Phàn Tiểu Linh lúc này đã khôi phục lại, đương nhiên cô biết đây là triệu chứng hắn đã trúng thuốc, nên ngửa người ra sau tránh né môi của hắn, nâng cánh tay hắn nói, lãnh cung đang bốc cháy, ở đây không an toàn, ta mang huynh xuất cung trước. Dưới lòng bàn tay truyền đến một cỗ ấm áp, nhưng không phải nhiệt độ trên cánh tay của hắn, mà là máu. Sau khi nhận ra cánh tay của hắn cũng bị thương, Phàn Tiểu Linh vén tay áo của hắn lên nhìn, liền thấy trên cánh tay trái của hắn đều là vết đao dày đặc bị ngâm đến trắng bệch. Rõ ràng là hắn đã lên kế hoạch để giữ cho chính bản thân được tỉnh táo. Cô tức giận đến hốc mắt có chút đỏ, cắn răng hỏi, còn có chỗ nào bị thương nữa? Sau khi cả người của Tạ Trinh được thả lỏng, rốt cuộc không còn sức lực chống đỡ tác dụng của thuốc, toàn bộ đều phải nhờ vào Phàn Tiểu Linh chống đỡ mới có thể đứng vững. Ngọn lửa trong cơ thể gần như đốt cháy toàn bộ máu trong cơ thể hắn. Hắn nhìn người gần trong gang tấc, hầu kết lăn lộn. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc rối xẹt qua mi mắt rồi rơi xuống hồ, cả người giống như một yêu nghiệt câu người trong truyền thuyết phải dựa vào hút tinh khí của con người để sống. Hắn đã không còn nghe rõ được cô đang hỏi gì, trước mắt hắn chỉ thấy đôi môi đỏ mọng khẽ mở rồi khẽ khép, hắn trực tiếp ôm lấy mặt của cô, nặng nề hôn lên. Khi Tề Thăng dẫn theo một đám triều thần trùng trùng điệp điệp chạy đến lãnh cung, những gì nhìn thấy chính là ánh lửa ngập trời cùng với một đống tử thi kia. Các quần thần không khỏi xôn xao, đêm giao thừa này lãnh cung bị bốc cháy không phải ngẫu nhiên, còn phát sinh án mạng. Khi Tề Thăng nhìn thấy Kim Ngô Vệ đi chữa lửa trước khiêng thi thể của nữ nhân kia ra, sắc mặt liền trở nên khó coi, hắn ta ôm lấy mấy phần may mắn quát hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người nào to gan bằng trời trực tiếp ban đêm xông vào lãnh cung dâm loạn phi tần? Tên thống lĩnh Kim Ngô Vệ đi dập lửa toát mồ hôi lạnh, ôm quyền nói, ty chức không biết, khi ty chức nhìn thấy lãnh cung bị cháy rồi chạy đến, đã thấy tình hình như thế này rồi. Tề Thăng không thèm để ý đến bộ dáng của bậc đế vương, mí mắt như sắp rách nghiêm nghị hỏi, dâm tặc ban đêm xông vào lãnh cung đâu? Tên thống lĩnh Kim Ngô Vệ cúi thấp người hơn một chút, ty chức đã sai Kim Ngô Vệ lục soát toàn bộ hoàng cung, chỉ cần tên tặc tử kia còn chưa xuất cung, nhất định sẽ bị xa lưới. Sắc mặt Tề Thăng âm trầm như muốn ăn thịt người. Hắn ta đã lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ vậy, thậm chí còn lấy được cấm dược Nhuyễn Cốt Tán và Nhiễu Chỉ Nhu đã thất truyền từ lâu, nhưng tại sao Tạ Trinh vẫn trốn thoát? Chẳng phải nói Nhuyễn Cốt Tán kia có thể đánh ngã được châu rừng, Nhiễu Chỉ Nhu có thể khiến cho liệt nữ trong trắng còn trở nên phóng đãng hơn nữ nhân Câu Lan sao? Chẳng lẽ tất cả đều trở nên vô dụng với Tạ Trinh? Nỗi tức giận do kế hoạch tỉ mỉ bày ra thất bại cộng với nỗi sợ hãi bị Tạ Trinh trả thù xé nát Tề Thăng, khiến sắc mặt hắn ta càng thêm dữ tợn. Dưới ánh mắt ngơ ngác kinh hoàng của quần thần,
hắn ta nhấc chân đá một cước vào nửa thùng nước dập lửa, nghiêm nghị ra lệnh, lục soát. Dù có đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra tên dâm tặc kia cho trẫm. Tên thống lĩnh Kim Ngô Vệ lãnh mệnh dẫn người đi lục soát toàn bộ hoàng cung. Tề Thăng xoay người lại phía ngọn lửa càng ngày càng dữ dội, âm trầm nhìn sắc mặt của các quần thần đang hoảng sợ, thật sự lẽ nào lại như vậy, đem hoàng cung của trẫm coi là gì rồi? Tối nay trẫm chỉ mở tiệc chiêu đãi chư vị đại thần trong triều, nô bộc của chư vị đều đợi ở bên ngoài ngọ môn. Chẳng lẽ mò cá trong vũng nước đục này, ban đêm xông vào lãnh cung là những ái khanh kia của trẫm sao? Tội danh dâm loạn hậu cung không phải là nhỏ, quần thần đều hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy lời nói này của Tề Thăng nói đến như thế, quả nhiên là vô cùng hoang đường. Tề Thăng lại hoàn toàn chưa phát giác được, vẫn quan tâm đến việc chỉ ra, có thể giết nhiều Kim Ngô Vệ của trẫm như vậy, nghĩ đến loại võ nghệ này cũng thật xuất sắc. Chỉ có Vũ An Hầu là người duy nhất vắng mặt trong một thời gian dài, lời này của Tề Thăng ngụ ý quá rõ ràng, khiến cho quần thần càng câm như hến. Tề Thăng đúng là thiên tử, nhưng đại khái từ khi hắn ta bắt đầu ngồi lên long ỷ, cũng chỉ là con rối do Ngụy Nghiêm nâng đỡ. Sự kính sợ của bách quan đối với hắn ta còn không nhiều bằng sự kiêng kỵ đối với Tạ Trinh. Rốt cuộc một người cũng chỉ là một hoàng đế không có thực quyền trong tay, một người lại là võ hầu nắm giữ mấy chục vạn binh lính chấn giữ biên cương. Những người có đầu óc sáng suốt hơn một chút có thể hiểu rõ trận đại hỏa tối nay sợ là màn kịch do Tề Thăng cố ý bày ra. Mục đích đưa bọn họ đến đây là để họ trở thành nhân chứng, dùng quyền lực của cả triều đình để đem đại tội Chu Cửu tộc đóng đinh lên trên người của Vũ An Hầu. Chỉ là ở giữa đã xảy ra điều gì đó sơ suất mới tạo thành cục diện trước mắt. Quần thần đều nghĩ thông suốt được điểm này, trong lòng lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Nếu như Vũ An Hầu rơi vào trong tay Tề Thăng thì không sao, nhưng nếu như hắn có thể thoát qua được kiếp này, bản thân bọn họ lại bị ép thành nhân chứng, sau này chẳng phải có thể bị Vũ An Hầu diệt khẩu đó sao? Trong lúc nhất thời, phía sau lưng của không ít triều thần đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Đường Bồi Nghĩa và đám người Hạ Tu Quân đi theo phía sau đội ngũ nghe được những lời kia của Tề Thăng, nghĩ tới Tạ Trinh rời tiệc thật lâu cũng không trở lại và Phàn Tiểu Linh cũng một đi không về, đều trao đổi ánh mắt lẫn nhau, hai đầu lông mày đều phủ lên một thần sắc lo lắng. Hồ Thái Dịch, sau khi Phàn Tiểu Linh bị Tạ Trinh hôn, cô sợ Kim Ngô Vệ tìm tới đây, trong lòng vô cùng lo lắng. Tạ Trinh lại đang bị thương, cô không dám dùng quá sức để đẩy hắn, lại cứ như vậy bị hắn đè đầu hôn một chút. Đôi môi của Tạ Trinh di chuyển xuống, trong khi nhẹ lướt và mổ vào gáy của cô, Phàn Tiểu Linh cảnh giác nhìn xung quanh Hồ Thái Dịch một lần, xác định khu vực gần đó tạm thời an toàn, mới dựa vào khe hở túm lấy người đang không tỉnh táo lắm nửa kéo nửa túm ra khỏi mặt nước. Trong lúc đó, Tạ Trinh đẩy cổ áo của cô ra, tìm hương thơm nhàn nhạt trên người cô định tiếp tục hôn xuống. Phàn Tiểu Linh không biết là nóng lòng hay là quá khẩn trương mà sắc mặt cũng nóng đỏ lên. Cô đẩy đầu của hắn ra, nghĩ muốn nổi nóng, nhưng biết hắn đang trúng thuốc không thể khống chế được, lại không nổi nóng được, chỉ cắn răng nói, huynh chịu đựng một lát, ta sẽ đưa huynh xuất cung. Tạ Trinh bị cô đặt lên trên mặt đất, dựa lưng vào hòn giả sơn, khuôn mặt vốn ngâm trong hồ nước lạnh đến tái nhợt giờ khắc này đã nâng lên một tầng ửng đỏ. Bộ ngực cường tráng kịch liệt phập phồng thở hổn hển, xiêm y ướt sũng được nới lỏng ra một chút, lộ ra lồng ngực trắng như sứ, làn da hai bên áo trong trắng như tuyết kia căng đầy, phảng phất như không có chuyện gì. Mái tóc đen ướt sũng của hắn cũng dán vào xương quai xanh và bả vai, trong trẻo mê người, đôi mắt đỏ như máu cũng không còn rõ ràng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Phàn Tiểu Linh, giúp ta. Hắn bị trúng phải nhuyễn cốt tán, ngoại trừ cầm đao tự đâm lên người mình có thể miễn cưỡng duy trì mấy phần sức lực, nếu không cũng khó mà đứng dậy nổi. Sau khi chịu đựng quá lâu, các gân xanh dưới cổ của hắn cũng đã nổi lên, như thể các mạch máu dưới da của hắn sắp vỡ tung. Nhìn hắn như vậy, Phàn Tiểu Linh cảm thấy đau lòng, nghĩ đến âm mưu bẩn thỉu của hoàng đế, trong lòng lại vô cùng tức giận không thể át nổi. Cô đem áo bào ướt đẫm của mình và Tạ Trinh vắt lung tung, sau đó dùng đôi tay lạnh như băng ngâm nước lạnh nâng mặt của Tạ Trinh, nơi này không ở được, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới. Không biết là do uống thuốc hay là do ngâm mình trong nước hồ quá lâu, trên mặt hắn đã bắt đầu nóng lên, nóng đến kinh người. Tay Phàn Tiểu Linh vừa kề sát vào, lòng bàn tay bị thương đã ngâm đến trắng bệch của hắn níu lấy cổ tay của cô, ý đồ muốn bám chặt hơn một chút. Phàn Tiểu Linh hỏi hắn, triều phục của huynh để ở đâu rồi? Trên người hắn không mặc triều phục, nếu như bị Kim Ngô Vệ tìm thấy được, bị hoàng đế vu oan đến chuyện lãnh cung, ván cờ tối nay sẽ không thể phá được. Có lẽ là nhờ vào bàn tay lạnh lẽo của Phàn Tiểu Linh hóa giải được mấy phần, Tạ Trinh mới khôi phục được một chút tỉnh táo. Vừa nắm năm ngón tay của cô vừa mút hôn, hơi thở của hắn hổn hển đáp, ở trong động hòn giả sơn ở Ngự Hoa Viên. Hồ Thái Dịch chiếm một diện tích rất lớn, được chia thành hai hồ, hồ phía đông gần lãnh cung, chính là nơi đang đợi bọn cô. Hồ phía tây có vai trò là trục của toàn bộ hậu cung, Ngự Hoa Viên cũng nằm bên cạnh chiếc hồ, thậm chí còn xây dựng hòn giả sơn ở bên cạnh hồ. Sau khi biết Tạ Trinh muốn đến thăm dò lãnh cung vào ban đêm,
Phan Tiểu Linh cũng lấy bản đồ của toàn bộ Hoàng Cung để nghiên cứu qua một phen. Bởi vậy, Tạ Trinh vừa nhắc tới Hòn Giả Sơn ở Ngự Hoa Viên bên kia, Phan Tiểu Linh lập tức biết ngay địa điểm này. Trong lãnh cung xảy ra hỏa hoạn, nước trong các bể chứa nước lớn ở hai bên đường đều phải dùng đến. Thái giám đến dập lửa và cấm vệ quân vì thuận tiện cho việc lấy nước, cũng hẳn sẽ đến hồ phía đông lấy nước, hồ phía tây bên kia tạm thời vẫn được an toàn. Phan Tiểu Linh dùng răng xé một lỗ trên bộ trang phục thái giám trên người cô, sau đó dùng hai tay xé thành dải vải, quấn quanh vết thương trên lòng bàn tay và cánh tay của Tạ Trinh, nói hiện tại ta sẽ đưa huynh tới đó. Thế lửa ở lãnh cung vô cùng dữ dội, Kim Ngô vệ tuần tra ở gần đây ước chừng cũng lao đi dập lửa. Phan Tiểu Linh cõng Tạ Trinh trên lưng, một đường đến Hòn Giả Sơn ở Ngự Hoa Viên bên kia cơ hồ cũng không gặp phải trở ngại nào. Nếu nói nhất định có trở ngại nào, đó chính là Tạ Trinh ở trên lưng cô suốt một đường vẫn hôn gáy của cô, kéo đến vạt áo của cô đều lỏng lẻo, nhiều lần Phan Tiểu Linh cũng suýt phải ngã nhào, liền đen mặt dùng cán đao bổ cho người bất tỉnh. Sau khi tìm thấy được hang động kia, Phan Tiểu Linh mới phát hiện lối vào hang động kia nhỏ hẹp, bên trong còn khá trống trải. Sợ bị phát hiện, cô không dám đốt lửa, cũng may trên đỉnh động có một cái lỗ hình bầu dục, ngẩng đầu nhìn lên còn có thể nhìn thấy vầng trăng lạnh không được tròn lắm. Ánh trăng chiếu vào đỉnh của cửa hang, khiến cho Phan Tiểu Linh miễn cưỡng có thể nhìn thấy được mọi vật. Sau khi tìm thấy được áo choàng và chiều phục mà trước đó Tạ Trinh đã đặt bên trong, cô định cởi xiêm y ướt sũng của Tạ Trinh xuống, khoác xiêm y khô này lên trên người hắn, nhưng không ngờ bên ngoài Hòn Giả Sơn có ảnh lửa chiếu tới, theo sát đó vang lên tiếng va chạm của giáp trụ. Mau lên, phong tỏa cửa cung, có thích khách lẻn vào hoàng cung. Đã có phi tần trong lãnh cung bị sát hại. Phan Tiểu Linh ôm Tạ Trinh lúc này không dám cử động, sợ làm ra động tĩnh này sẽ bị Kim Ngô vệ bên ngoài phát hiện. Không ngờ lúc này Tạ Trinh lại tỉnh dậy, bên miệng của hắn lại phát ra tiếng rên trầm thấp. Trong tình thế cấp bách, Phan Tiểu Linh liền dùng môi của mình ngăn hắn lại. Gần như theo bản năng, hắn cơ hồ quấn lấy lưỡi của Phan Tiểu Linh, bị chúng phải nhuyễn cốt tác. Thân thể đã mất đi sức lực, nụ hôn so với trước kia dịu dàng hơn, nhưng vẫn khiến Phan Tiểu Linh không thể thở nổi. Thân thể của hắn nóng hơn rất nhiều so với lúc trước ở bên cạnh hồ thái dịch, huyết dịch phía dưới làn da tựa hồ cũng nóng đến sôi trào, giống như đã tới cực hạn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thất khiếu của hắn cơ hồ đều sẽ bị chảy máu. Cách lớp xiêm y ướt sũng, Phan Tiểu Linh có thể cảm nhận được người của hắn tựa như quay hàn. Tiếng thở dốc đan xen lẫn nhau ngày càng nặng nề, nhưng có tiếng bước chân đang tiến gần lại đây. Tạ Trinh đã hoàn toàn không tỉnh táo, Phan Tiểu Linh mặc cho hắn gặm cổ cô, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng cảnh giác nhìn lối vào cửa động, thậm chí còn lấy thanh đao chặt xương giấu trong giày cầm trên tay. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Phan Tiểu Linh không khỏi siết chặt lấy chuôi đao, Tạ Trinh đang mút một miếng thịt non trên cổ cô cũng đột nhiên ngước mắt lên. Đôi mắt phượng đỏ như máu không còn giống như mắt người, bên trong chỉ có phần sát khí lãnh đạm đẫm máu, giống như một con sói bị xâm phạm lãnh thổ. Vài tiếng mèo kêu lanh lảnh đột nhiên từ trên đỉnh Hòn Giả Sơn truyền đến, giống như tiếng trẻ con đang khóc nỉ non. Kim Ngô vệ đến đây lục soát thở phào nhẹ nhõm, cười nhạo nói, thì ra là mèo hoang trong cung đang động dục. Hắn ta dùng vỏ đao đánh vào cành cây gần Hòn Giả Sơn, hai con mèo sợ hãi chu lên nhảy tránh đi. Tên Kim Ngô vệ cất đao đi trở về, đồng liêu phía trước hỏi hắn ta, ngươi có phát hiện được gì ở bên kia không? Tên Kim Ngô vệ kia đáp, chỉ là hai con mèo hoang mà thôi, làm sợ bóng sợ gió một phen. Tiếng bước chân hoàn toàn đã đi xa, sợi dây căng cứng kia của Phan Tiểu Linh được nới lỏng, cả người cô cũng mềm nhũn mấy phần, dựa vào người Tạ Trinh thở dốc. Nhiệt độ trên người Tạ Trinh làm xiêm y ngâm nước ướt sũng cũng bốc hơi nóng lên, hắn cúi đầu hôn lên má Phan Tiểu Linh, yết hầu khẽ giật giật, trên cổ cũng có mồ hôi. Phan Tiểu Linh khẽ vuốt gò má của hắn, luồn năm ngón tay vào tóc hắn dọc theo thái dương, nhìn khóe môi hắn bởi vì nhẫn nhịn mà cắn phá. Ánh trăng chiếu đến đôi mắt đều chứa đầy tình yêu thương, cô mấp máy môi nói, ta sẽ giúp huynh. Kim Ngô vệ đang đi lục soát cầm một vật gì đó nhanh chóng đi tới, bệ hạ, chúng ti chức đã lần theo vết máu truy tìm, tìm được tấm mặt nạ này bên cạnh hồ thái dịch ở phía đông. Tề Thăng cầm lấy tấm mặt nạ thẹo kia nhìn kỹ một chút, trên mặt không giấu được vẻ hưng phấn, hỏi, người đâu? Thống lĩnh Kim Ngô vệ cúi đầu, vẫn còn chưa tìm thấy được người, vết máu nằm ở bên cạnh ao phía đông. Ti chức cho rằng tên tặc tử kỳ quái kia đã trốn ở dưới nước, liền sai người dọc theo hồ thái dịch để lục soát. Tề Thăng đột nhiên siết chặt chiếc mặt nạ, mắng tên thống lĩnh Kim Ngô vệ, đồ phế vật. Đều đã tìm được thứ trên người của tặc tử, vì sao còn chưa bắt được người? Trầm nuôi một lũ ngu ngốc như các người thì có ích gì? Còn không tiếp tục đi lục soát cho trẫm? Tên thống lĩnh Kim Ngô vệ vội vàng nhận lệnh lui ra. Trăng lạnh hoang vắng, ánh trăng rải xuống cũng lạnh như xương. Thái dương của Phan Tiểu Linh rịn ra chút mồ hôi, cô quay đầu nhìn một bên mặt Tạ Trinh đang dựa vào trên vai mình. Dường như hắn vẫn chưa hòa hoãn được, hàng mi dài đen nhánh nhẹ nhàng che đi mi mắt, hai vệt ửng hồng trên khuôn mặt tái nhợt.
hoàn toàn không giống như một khắc trước gặm ngấu nghiến phần thịt mềm mại nơi cổ của cô, như hận không thể nuốt sống chiếc cổ của cô, mà lại yên tĩnh và nhu thuận. Hô hấp của Phan Tiểu Linh còn chưa ổn định, cô lau tay trên bộ trang phục thái giám ướt sũng, hỏi, đã khá hơn chưa? Tạ Trinh mở to mắt khẽ gật đầu, giơ tay ấn sau đầu Phan Tiểu Linh, hôn cô một hồi mới buông ra. Ngoại trừ tiếng thở hổn hển vừa rồi xen lẫn vào nhau, tất cả các giác quan của Phan Tiểu Linh gần như tê liệt, cô không biết đến đây đã được bao lâu rồi. Vì vậy chỉ đưa bộ triều phục cho hắn để mặc vào, Kim Ngô vệ đang lục soát toàn bộ hoàng cung, chúng ta phải ra ngoài. Xiêm y giữa trên người hắn vẫn còn ướt, nhưng áo trong đã được nhiệt độ cơ thể làm khô. Tạ Trinh nói, làm ướt luôn bộ triều phục. Phan Tiểu Linh cau mày nói, huynh sẽ bị lạnh. Tạ Trinh chống đỡ lên trán của cô, tạm thời ta không giải thích rõ ràng với nàng, nàng cứ làm theo lời ta nói là được. Phan Tiểu Linh liền ra ngoài ném bộ triều phục của hắn ngâm vào trong nước, rồi vắt khô và mặc vào cho hắn, bộ y phục dạ hành kia thì bị cô bao vào tảng đá lớn nhấn chìm trong hồ thái dịch. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, khi Phan Tiểu Linh đỡ Tạ Trinh ra ngoài lần nữa, rõ ràng cảm thấy chân hắn vẫn còn lảo đảo, tựa hồ không phải đơn thuần là bị trúng mị dược. Như biết cô đang nghĩ gì, Tạ Trinh nói, dược tính của nhuyễn cốt tán còn chưa hết. Năm ngón tay đang nắm cổ tay của Phan Tiểu Linh siết chặt một chút, hóa ra hắn còn bị trúng nhuyễn cốt tán. Chẳng trách Tề Thăng lại dám chỉ thả mười mấy tên thị vệ bên ngoài lãnh cung lại muốn cản hắn. Từ giữa kẽ răng của Phan Tiểu Linh nghiến ra ba chữ, cẩu, hoàng, đế. Cô rất ít khi chửi bậy, đây là lần đầu tiên Tạ Trinh nghe thấy cô nghiến răng nghiến lợi mắng chửi người như vậy. Hắn kinh ngạc liếc nhìn Phan Tiểu Linh bên cạnh, trái tim như được ngâm trong một dòng suối ấm áp, khiến cỗ hung ác hắn dâng lên do gặp phải tính toán đêm nay được hóa giải đi mấy phần. Trái lại quay sang an ủi Phan Tiểu Linh, xuất cung trước đi, khoản này tạm thời sẽ ghi nhớ trên người Tề Thăng. Phan Tiểu Linh không nói nữa, nhưng môi mím lại chặt vô cùng. Cuối cùng hai người không đạt được điều mình muốn, trên đường bọn cô đến cung Thái Cực, tình cờ đụng phải Tề Thăng đang dẫn đầu một nhóm triều thần. Trong tay Tề Thăng đang vân vê thứ gì đó tựa như ra mặt, khi nhìn thấy hai người, lập tức cười lạnh nói, Tạ Ái Khanh đi thay Xiêm Y một đi không trở lại, thật khiến cho trẫm rất lo lắng. Màu ửng đỏ trên mặt Tạ Trinh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ tái nhợt do mất máu quá nhiều và ngâm mình trong hồ thái dịch quá lâu. Hắn chỉ có thể nhờ Phan Tiểu Linh đỡ lấy mới có thể đi đường được, nhưng giọng nói của hắn vẫn rõ ràng vững vàng như cũ, đã khiến bệ hạ lo lắng, đúng là lỗi của thần. Tề Thăng liếc nhìn bộ triều phục cũng không đổi qua của Tạ Trinh, trong mắt hắn ta hiện lên một tia sáng kỳ lạ, hung hăng hỏi, trẫm thấy áo bào dính phải rượu của Tạ Ái Khanh vẫn chưa đổi qua, không biết trong khoảng thời gian này Tạ Ái Khanh đã đi đâu. Đường Bồi Nghĩa và bọn người Hạ Tu Quân đều lo lắng đưa ánh mắt nhìn đến bọn cô. Nhìn thấy tình cảnh này, Phan Tiểu Linh cũng không khỏi toát mồ hôi thay cho Tạ Trinh, nhưng hắn rất bình tĩnh trả lời, thật xấu hổ, vi thần được hạ nhân dẫn đi thay Xiêm Y, thấy trên đầu tường có tặc nhân lướt qua, vi thần liền nghĩ đang có yến tiệc giao thừa. Vạn nhất sẽ xảy ra chuyện gì, liền đi truy đuổi theo tên tặc tử kia, không ngờ Tử Lượng đã say không thể làm theo ý mình. Sau khi bị tên tặc tử kia đả thương vô tình rơi vào hồ thái dịch, nếu không phải có Vân Huy tướng quân đi ngang qua, chỉ sợ vi thần đã trở thành một vong hồn bên trong hồ thái dịch rồi. Hóa ra đây chính là nguyên nhân hắn bảo cô đem bộ triều phục kia của hắn ngâm nước. Phan Tiểu Linh vẫn còn đang cảm khái hắn nói dối không cần viết bản nháp, đôi mắt của Tề Thăng và Bách Quan đều quét tới mái tóc và quan bào trên người cô cũng đã ướt đẫm. Cô đang đảm nhiệm vai trò của cây nặng hình người, liền xuất ra tuyệt kỹ của mình, mở lớn một đôi mắt hạnh to tròn, gật gật đầu, tỏ vẻ trung thực thành thật nhất có thể. Trong lòng bàn tay đều là tràn đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp. Tạ Trinh dường như đã nhận ra được, dưới sự che giấu của ống tay áo rộng, hắn bình tĩnh siết chặt tay của cô. Tề Thăng cười lạnh hỏi Phan Tiểu Linh, không biết cớ gì mà Vân Huy tướng quân lại xuất hiện ở hồ thái dịch. Phan Tiểu Linh nghiêm mặt nói, Mạt tướng uống quá nhiều rượu, muốn đi thay Xiêm Y, vừa ra khỏi đại điện liền nhìn thấy phía lãnh cung bị bốc cháy. Mạt tướng muốn đi dập lửa, khi đi ngang qua hồ thái dịch, phát hiện hầu gia đang rơi xuống hồ. Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, sắc mặt của Tề Thăng trở nên cực kỳ khó coi, hắn ta giơ chiếc mặt nạ dịch dung trong tay lên. Kim Ngô vệ truy theo vết máu nhặt được tấm mặt nạ này bên cạnh hồ thái dịch, không biết Tạ Ái Khanh có nhận ra được không. Tạ Trinh nhìn kỹ hơn vào chiếc mặt nạ kia, nói, trông rất quen mắt, mặc dù tên tặc nhân giao thủ với vi thần cũng đeo mặt nạ. Nhưng vi thần nhớ rõ trên mặt hắn có một vết thẹo từ xương trán vắt ngang qua mũi, nghĩ ra tên tặc nhân kia là đang cải trang, hẳn chiếc mặt nạ này là thuộc về tên tặc nhân kia. Đối với sự ngụy biện của hắn, Tề Thăng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, thật trùng hợp. Tên tặc nhân kia đêm đến xông vào lãnh cung bị thương, Tạ Ái Khanh cũng bị thương. Không biết tên tặc nhân trong miệng của Tạ Ái Khanh còn có ai khác nhìn thấy được không? Hắn ta đây là quyết tâm buộc tội Tạ Trinh ban đêm đột nhập vào lãnh cung. Phan Tiểu Linh nhìn về phía Tề Thăng, trong mắt không thể kìm nén được sự lạnh lẽo.
Tạ Trinh bình tĩnh nói, nội thị đưa vi thần đi thay xiêm y cũng đã nhìn thấy. Trong mắt Phàn Tiểu Linh hiện lên một tia kinh ngạc, ngay cả sắc mặt của Tề Thăng cũng kịch liệt thay đổi. Hắn ta ép hỏi, thái giám hiện tại đang ở nơi nào? Đôi mắt phượng còn chưa hoàn toàn chưa rút đi huyết sắc của Tạ Trinh nhìn Tề Thăng, trong mắt tựa hồ mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng dưới nụ cười mỏng manh kia lại ẩn chứa sát khí đẫm máu không che giấu được, khiến Tề Thăng không tự chủ được dùng mình một cái, vẻ hung ác trên mặt đã dịu đi một chút. Tạ Trinh thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, hắn vừa nhìn thấy tên tặc tử kia đã kinh hãi hét lên, đã bị tên tặc tử kia đánh ngất xỉu, hiện đang ở thiên điện của Điện Lân Đức. Sau lưng Tề Thăng đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn ta biết nếu như hôm nay không thể định tội được Tạ Trinh, ngày sau chính hắn ta phải rửa sạch cổ chờ hắn đến lấy đầu. Cho dù đáy lòng tràn đầy sợ hãi, hắn ta vẫn nghiến răng nói, đi đến Điện Lân Đức. Hắn ta chắc chắn Tạ Trinh đang phô trương thanh thế. Sợ bị Tạ Trinh phát hiện, tên thái giám dẫn Tạ Trinh đi thay xiêm y cũng không phải là người biết được kế hoạch này. Hắn ta biết trong cung không có tặc tử xông vào, bởi vậy đã kết luận lời nói của Tạ Trinh là bịa chuyện. Chỉ cần tìm được tên thái giám kia, sau khi thẩm vấn thái giám, liền có thể định tội Tạ Trinh. Tề Thăng dẫn đầu đám người đi trước, nhưng hai tay sau lưng hắn ta đã đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta không ngừng tự an ủi mình, chỉ cần tìm được tên thái giám kia là tốt rồi. Một đoàn người hùng hổ đi đến Điện Lân Đức. Phàn Tiểu Linh đỡ Tạ Trinh, hiển nhiên cảm thấy cánh tay hắn lại nóng lên, mặc dù cố gắng khống chế hô hấp, nhưng vẫn là có chút nặng nề. Cô lo lắng liếc nhìn Tạ Trinh, nhưng Tạ Trinh lại nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không có bất kỳ dị thường nào. Trong lúc nhất thời, Phàn Tiểu Linh không biết là hắn bị cảm lạnh bắt đầu sốt cao hay là bị dược tính của loại thuốc bỉ ổi kia lại phát tác, trước mắt cũng không phải là lúc nói chuyện. Vì vậy cô cũng không lên tiếng, nhưng trên đường đi, lực đạo Tạ Trinh nắm cánh tay của cô càng lúc càng nặng, tuy rằng ánh mắt vẫn là rõ ràng lạnh đến thấu xương, nhưng thái dương đã rịn ra mồ hôi. Kim Ngô vệ nhanh chóng tìm được tên thái giám bất tỉnh ở dưới cột hành lang, khi tên thái giám bị một thùng nước lạnh đánh thức, hắn ta theo bản năng kêu lên một tiếng trước khi bị đánh bất tỉnh, có thích khách. Nghe vậy, sắc mặt Tề Thăng càng thêm dữ tợn, bất ức đạp một cước vào tên thái giám kia, cẩu nô tài, thích khách gì chứ, nói rõ ràng cho chấm. Thái giám bị đạp ngã xuống đất, đau thật lâu không đứng dậy được, thấy hoàng đế và quần thần vây quanh mình, sắc mặt càng hoảng sợ. Tạ Trinh lúc này mới nói, trên đường công công dẫn bản hầu đi thay xiêm y, có phải nhìn thấy tặc tử nhảy qua tường hay không? Lúc ấy thái giám kia chỉ nghe thấy động tĩnh từ trên đầu tường truyền đến, nhưng lại bị Tề Thăng đạp một cước ép hỏi chuyện thích khách, lại có nhiều triều thần nhìn mình như vậy. Hắn ta vô cùng sợ hãi, đầu óc trống rỗng, lập tức thuận theo lời nói của Tạ Trinh liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, trong cung quả thật có người vượt qua đầu tường. Nhân chứng cũng đã có, Tạ Trinh đã có thể chứng minh tối nay mình trong sạch. Tề Thăng lảo đảo lui về phía sau một bước, thái giám vội vàng đỡ lấy hắn ta trông cũng vô cùng hoảng hốt. Trên mặt của Tề Thăng là một mảnh suy sụp, giờ khắc này trong đầu hắn ta chỉ có một ý nghĩ, xong, hắn ta xong rồi. Sắc mặt Tạ Trinh lại dâng lên một tầng đỏ ửng, hắn che miệng ho khan hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng liếc Tề Thăng một cái, vi thần cùng với tên tặc tử kia giao thủ bị thương, lại bị ngâm nước trong hồ thái dịch cảm lạnh, cơ thể bị bệnh không thể giúp được việc gì, không thể giúp bệ hạ truy tìm tên tặc tử kia được nữa, liền xuất cung rời đi trước. Trong đầu Tề Thăng đang ong lên một mảnh, căn bản không thể nghe thấy Tạ Trinh đang nói gì. Tạ Trinh không được Tề Thăng đồng ý đã tự tiện rời đi, triều thần cũng không dám lên tiếng. Nhưng vào lúc này, có một tin tức khẩn cấp từ đường hẹp đến truyền đến, báo có thích khách ban đêm tập kích vào đại lý tự, đã cướp đi trọng phạm tùy gia. Ngay khi lời báo này vừa nói ra, quần thần không khỏi náo động. Phàn Tiểu Linh biết những người dưới trướng của Tạ Trinh đã cướp người ở đại lý tự thành công, ngược lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm. Không ngờ sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, trên mặt Tề Thăng lại không có chút cảm xúc nào, thậm chí không chất vấn đại lý tự khanh đang ở trong số quần thần tham dự cung yến, còn để thái giám tổng quản thay truyền lời cho quần thần sau khi dự tiệc xong thì trở về nhà mình. Sau khi bọn người Đường Bồi Nghĩa đi theo Tề Thăng đến lãnh cung, vẫn luôn thay Tạ Trinh treo một hơi, cho đến tận lúc này, một ngụm hơi kia mới được phun ra hoàn toàn. Mấy người cùng nhau ra khỏi cung, Trịnh Văn Thường dùng con mắt sắc bén nhìn thấy Vũ An Hầu phía trước tựa hồ bị thương không nhẹ. Khi được Phàn Tiểu Linh dìu lấy, phần lớn thân thể của hắn đều đè lên bờ vai gầy của cô, lúc này hắn ta liền muốn chuẩn bị tiến lên. Đường Bồi Nghĩa nắm chặt lấy hắn ta lại, hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Trịnh Văn Thường nói, hầu gia hình như bị thương nặng, có thể nào chỉ để thân nữ lưu như Phàn tướng quân dìu ngài ấy, mà tướng muốn đi dìu hầu gia. Ánh mắt Đường Bồi Nghĩa nhìn hắn ta lập tức có chút một lời không thể nói hết, cuối cùng chỉ nói, ngươi đừng lo tới. Trịnh Văn Thường rất khó hiểu, tại sao? Hạ Tu Quân ở một bên ho nhẹ một tiếng, nắm lấy bả vai của Trịnh Văn Thường nói, Văn Thường huynh, ngươi dìu ta đi, ta có hơi say.
Trịnh Văn Thường là học trò của Hạ Kính Nguyên, giao tình với Hạ Tu Quân cũng là tình như thủ túc. Sao không thể biết rõ tử lượng của hắn ta, lúc này liền vung mạnh vai hất người ra, chỉ sợ có thiếu 7 phần nữa ngươi mới say. Hắn ta khó hiểu nhìn bằng hữu của mình.